Trận chiến chống lại Thanos là một trong những thách thức lớn nhất mà thắng NC và nhóm Z từng phải đối mặt. Sau những cuộc chiến tranh vũ trụ và hợp tác để đánh bại các thế lực xấu, hòa bình cuối cùng đã trở lại vũ trụ. Tuy nhiên, sự xuất hiện của Thanos, một kẻ thù vô cùng mạnh mẽ và tàn ác, đã đe dọa toàn bộ hòa bình mà họ đã xây dựng. Thanos là một tên tội phạm chiến lược và tàn bạo, với mục tiêu thu thập các viên đá vô cực để kiểm soát sức mạnh tối thượng trong vũ trụ. Sức mạnh của Thanos không chỉ nằm ở sự mạnh mẽ của bản thân mà còn ở khả năng chi phối tinh thần và tạo ra những kế hoạch độc ác để thống trị vũ trụ. Khi tin đồn về sự xuất hiện của Thanos lan truyền khắp vũ trụ, thắng NC và nhóm Z đã nhanh chóng hợp tác để chuẩn bị cho trận chiến quyết định này. Họ biết rằng để đánh bại Thanos, họ phải hợp tác với tất cả các lực lượng mạnh mẽ và sử dụng mọi kỹ năng và nguồn lực có sẵn. Trận chiến cuối cùng đã diễn ra trên một hành tinh xa xôi, nơi Thanos đang tiến hành thu thập các viên đá vô cực cuối cùng để hoàn thành kế hoạch của mình. Thắng NC, cùng với Goku và nhóm Z, đã đứng lên đối mặt với Thanos và quân đội của hắn. Trận chiến bắt đầu với sự gay cấn và kịch tính khi cả hai bên đều sử dụng tất cả sức mạnh và kỹ năng của mình. Thắng NC và Goku đã phối hợp tốt với nhau, sử dụng sức mạnh và kỹ thuật để tấn công và phòng thủ trước những đòn tấn công của Thanos. Tuy nhiên, sức mạnh của Thanos không phải là điều dễ dàng để đối phó. Hắn đã sử dụng các viên đá vô cực để tạo ra những đợt tấn công mạnh mẽ và phong phú. Mỗi viên đá mang lại cho hắn sức mạnh không gì có thể sánh kịp, từ việc điều khiển thời gian đến việc tạo ra các thực thể vô hình. Trong một pha tấn công bất ngờ, Thanos đã sử dụng viên đá thực tại để tạo ra một không gian biến đổi, khiến cho thằng NC và Goku bị mắc kẹt trong một chiến trường ảo, nơi mọi thứ có thể thay đổi theo ý của hắn. Tuy nhiên, sự thông minh và quyết tâm của thằng NC và Goku không cho phép họ dễ dàng chịu thua. Họ đã cùng nhau tìm cách vượt qua các thách thức trong chiến trường ảo và tìm ra cách để đánh bại Thanos. Nhờ vào sự hợp tác và kỹ năng chiến đấu của cả hai, thắng NC và Goku đã tìm ra điểm yếu của Thanos và tận dụng cơ hội đó để tấn công. Trận chiến đạt đến điểm cao trào khi cả hai đội đối đầu trong một trận chiến quyết định. Cuối cùng, với sự đoàn kết và quyết tâm không ngừng, thắng NC và Goku đã chiến thắng Thanos và đưa hòa bình trở lại vũ trụ. Những người anh hùng này đã chứng minh rằng, bằng sự hợp tác và nỗ lực, mọi khó khăn có thể được vượt qua, và hòa bình có thể được duy trì cho toàn bộ vũ trụ. Với sự thắng lợi này, thắng NC và Goku đã trở thành biểu tượng của sự đoàn kết và quyết tâm, để lại một di sản vĩ đại trong lịch sử của vũ trụ. Từ nay về sau, mọi loài sống trong vũ trụ có thể yên bình hòa hợp, nhờ vào sự hy sinh và quyết tâm của những người anh hùng này. Cảm ơn các bạn đã xem video của mình. Mình rất vui vì ngày càng có nhiều bạn xem và đăng ký kênh video của mình hơn. Nếu hôm nay bạn là một người xem mới thì xin hãy ủng hộ cho mình một like, một bấm đăng ký kênh và cuối cùng hãy chia sẻ video của mình cho mọi người cùng xem nhé. Đó chính là động lực cho mình ra thêm nhiều video nữa đó các bạn à. Một lần nữa mình xin chân thành cảm ơn tất cả các bạn, chúc các bạn nhiều sức khỏe.